xin lưu ý với lại những bạn đang đeo khẩu trang. Một tí nữa khi mà chương trình bắt đầu diễn ra thì tất cả các khẩu trang của các bạn đã tháo ra. Rồi nắm tay lại thử các bạn, nhanh lên các bạn, nhanh lên, các bạn nữ xong rồi. Ở trong có không ạ? À? Các bạn ơi, rồi, cảm ơn các bạn. Số 1 ơi, số 1 ơi, em dịch chuyển qua phía bên tay trái 3 bước các bạn. 3 bước rồi, rồi, cái đó thôi. Rồi, tất cả dịch chuyển qua trái 3 bước đi. Rồi đâu, nắm tay phía trước các bạn, nắm thử coi. Rồi, cái lực lượng mà khi cờ ráp á là bắt đầu từ đâu, cắt từ đâu. Rồi, cắt từ đó các bạn lùi ra sau thử coi, nhanh lên. Qua trái luôn, qua trái luôn, chứ không phải lùi ra sau, qua trái luôn. Qua trái tạo thành hàng thứ ba, nhanh lên. Đúng rồi, từ đó. Rồi, các bạn lùi một bước các bạn, lùi. Rồi, các bạn nhớ vị trí này nha. Được chưa? Được chưa? Dấu tay trả lời chưa, được chưa? Cảm ơn các bạn. Rồi, các bạn cứ ở trong đi, nhớ vị trí này của mình.